Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tử tù là những người phạm tội bị kết án tử hình. Họ đang đếm ngược thời gian để chờ ngày thi hành án. Thời khắc đón nhận cái chết được định sẵn, mỗi tử tù lại có những diễn biến tâm lý khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Những ai có theo dõi phiên tòa lưu động xét xử ngày 5 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, nghe những người hàng xóm, chính quyền địa phương và chính những người con ấy chia sẻ thì sẽ hiểu phần nào. Ngày phiên tòa diễn ra, chị Thờ Đê, một trong năm người con ruột của bị cáo xin vắng mặt, viết giấy ủy quyền với những dòng chữ như tinh thần bị suy sụp sau cái chết của mẹ. Khi gặp ông Trương Văn Thuận, nỗi uất hận, nỗi đau lòng lại hiện về. Kể từ ngày mẹ mất, tôi xem ông Thuận như đã xử tử rồi và không muốn nhìn thấy hay nghe bất cứ điều gì về ông này nữa. Tôi vẫn còn đang rất sợ hãi. Tôi đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với ông Trương Văn Thuận. Hàng xóm vẫn còn nhớ những cảnh hãi hùng xảy ra trong căn nhà ấy. Những lần Trương Văn Thuận, 49 tuổi, đập gãy mũi vợ, cắt vành tai, đổ cơm xuống đất trộn với cát và tro, bắt bà N phải hốt lên ăn. Rồi những lần ông Thuận nhốt bà N trong chuồng heo, tạt nước liên tục vào mặt bà N làm cho bà chết ngạt, dùng dây điện châm vào người bà, bóp cổ bà N đến ngạt thở, bắt bà N cởi hết quần áo giữa trời lạnh giá. Ngày 29 tháng 11 năm 2012, sau khi khuyên bảo, năn nỉ vợ rút đơn xin ly hôn, nhưng bà N cự tuyệt, ông Thuận nói, bà bỏ tôi chết thì bà cũng chết. Nói vậy, Thuận vừa bóp cổ, vừa đập đầu bà N vào tường, quật mạnh vợ xuống nền xi măng, làm bà N chấn thương sọ não, nứt hộp sọ, xuất huyết não, tử vong. Thuận bỏ trốn, bị bắt 3 ngày sau đó. Tang vật thu giữ còn có cả danh sách mà Thuận đã lập trước khi giết vợ, để sát hại thêm vài người nữa, trong đó có hàng xóm, một người em vợ và 5 đứa con. Ngày xét xử, bị cáo dáng người to khỏe đứng trước vảy móng ngựa, trước hàng trăm người dân, trước những bằng chứng điều tra sắc bén, những cáo buộc của những đứa con, nhưng vẫn quanh co chối tội. Những bằng chứng cho thấy hành vi của bị cáo có hệ thống, vô nhân tính. Bị cáo Thuận ấp úng, cũng có đánh nhưng không nặng như vậy. Tòa lại hỏi, như vậy là cơ quan điều tra, con cái, hàng xóm, trưởng thôn và chủ tịch xã đều nói oan cho bị cáo à? Im lặng một lúc, Thuận lại ấp úng. Bị cáo thừa nhận có đánh, nhưng ở mức độ chứ không phải như vậy. Vợ bị cáo đã chết, bị cáo có tội, bị cáo không quanh co và sẽ chịu tội. Khi công tố viên đề nghị mức án tù chung thân, hàng trăm người dự khán đứng dậy phản ứng. Lúc tòa tuyên án tử hình bị cáo, như đề nghị của 5 người con, Thuận vẫn lạnh lùng điềm nhiên, không một ánh mắt ngoái nhìn các con. Bà Lê Thị Nhẫn, một người hàng xóm khác cho biết thêm, làng Phước Xã từ khi nó bị bắt giam mới trở nên yên bình, bà con ở đây mới làm ăn được, chứ nó ở nhà quậy, chồng người khi nào cũng lật con dao, gây gổ với ai là đem ra dọa giết. Bà Nguyễn Thị Thư, 73 tuổi, hàng xóm của Thuận nói, bà Thư bảo một tháng có 30 ngày thì Thuận đánh bà N 28 ngày, chỉ khi nào Thuận đi vắng mới không xảy ra cảnh đó. Đánh miết, dọa miết, dân can ngăn miết nhưng đều bị Thuận chửi bới, đánh đập lại nên bà con ngán, chẳng ai dám can ngăn nữa. Bà N là người phụ nữ chịu thương chịu khó, sớm hôm tần tảo nuôi con, chẳng mất lòng hàng xóm. Một người phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng vì con cái, người gầy ốm nhỏ bé lắm. Từ ngày Thuận ngồi tù, căn nhà của họ trở nên lặng lẽ, nơi cuối con hẻm lầy lội, chỉ có vài tiếng tụng kinh văng vẳng từ chiếc đài nhỏ phát ra và mùi khói nhang thoang thoảng. Khuôn mặt bà N qua di ảnh đặt trên bàn thờ hiện rõ sự khắc khổ cam chịu. Suốt quãng thời gian làm vợ của mẹ đã hằn sâu vào nỗi đau cả tâm hồn và thể xác, Trương Văn Trờ, 23 tuổi, con trai của bị cáo Thuận ngậm ngùi. Chẳng người con nào muốn đẩy cha đến đường cùng, đau xót lắm chứ. Nhưng những việc làm của ông với mẹ tôi chứng kiến từ nhỏ. Hết đánh vợ đến đánh các con. Có lần đánh mẹ tôi nhiều quá, tôi cầm một cây nói, ông đánh chết tôi đi, xem như tôi đổi mạng cho mẹ. Những tưởng ông không đánh, nhưng ông đánh thiệt, đánh túi bụi tối tăm mặt mày. Chị gái tôi phải lôi tôi ra, chứ sợ ông điên lên đánh chết. Từ đó, tình nghĩa cha con gần như đã hết, mắt ông ấm nước chờ chia sẻ. Mong trong ông có một chút tính người trỗi dậy, như vậy cũng đã an ủi chúng tôi phần nào. Chứ đứng trước tòa, trước pháp luật mà ông không hề hối hận, chị Trương Thị HT, con gái đầu của bị cáo Thuận, nói trong nước mắt. Cha thì tôi vẫn nhận, nhưng việc làm không thể tha thứ được. Không chỉ tôi mà xã hội này cũng không thể chấp nhận được. Nhưng tôi sợ đến khi chết, ông ấy vẫn không nhận ra mình sai và oán trách tụi tôi vì đã đẩy ông đến bước đường cùng.
người con gái thứ hai của bị cáo Thuận, Trần Tình. Trương Văn Trờ nói, gia đình tôi hạnh phúc một mà đau khổ thì 10, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế. Mang tiếng gián tiếp giết cha thì cũng đã rồi, nhưng tôi mong ổng nhận ra sai lầm dù đã quá muộn màng. Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm lưu động tại thành phố Cần Thơ, tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tử hình với ông Hồ Minh Hưng về tội giết người. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo sử dụng ma túy gây ảo giác, dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Bị cáo là con nghiện nhiều năm, đã được gia đình đưa đi cai nghiện nhưng bị nghiện lại. Bị cáo bị ảo giác là do tự đưa mình vào nên phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi gây ra. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân chính là vợ bị cáo. Tại tòa, mẹ vợ bị cáo trình bày kháng cáo xin giảm nhẹ, cho rằng vợ bị cáo thì chết rồi, còn bị cáo còn nhỏ, cần có người cha chăm sóc. Bị cáo khai sử dụng ma túy đá gây ảo giác, không nhớ rõ đã đâm vợ bao nhiêu cái. Bị cáo nói rất hối hận vì hành vi của mình và xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo trở về chăm sóc cho con và phụng dưỡng mẹ vợ. Theo bị cáo, vợ chồng bị cáo sống rất yên ấm, chưa từng xảy ra xích mích gì. Việc này cũng được mẹ vợ của bị cáo xác nhận. Khi xảy ra chuyện thì mẹ chồng và anh em bên chồng nạn nhân hết lòng chăm sóc trong bệnh viện. Đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo sử dụng ma túy gây ảo giác đã đâm vợ nhiều nhát dao. Bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Việc ảo giác do ma túy không phải là tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo không còn khả năng cải tạo nên đề nghị y án sơ thẩm. Sau khi tòa tuyên án, bị cáo được đưa ra xe phạm để về trại giam. Trong phiên tòa, ngay khi cả tòa tuyên án và ra xe về trại giam thì bị cáo hay cười, trong khi người thân của bị cáo ai đi theo cũng khóc. Đặc biệt là con gái bị cáo. Tại sân tòa, sau khi được chạm tay vào cha thì bé đã khóc lớn, làm cho nhiều người xung quanh không cầm được nước mắt. Cô con gái nhỏ liên tục gọi theo với cha ơi và nói rằng con không giận cha đâu. Theo cáo trạng, Hưng là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, được gia đình đưa đi cai nghiện, nhưng sau khi về nhà, Hưng vẫn tiếp tục sử dụng ma túy và thường xuyên bị ảo giác. Ngày 5 tháng 6 năm 2019, Hưng đến nhà Diệp Văn Kiệt, ngụ quận Cái Răng để cùng sử dụng ma túy. Ngày hôm sau, Hưng chạy xe máy đưa con gái đến trường Đại học Cần Thơ để dự tư vấn hướng nghiệp. Sau đó, Hưng chạy xe sang Vĩnh Long thì tự té xe bất tỉnh trên đường. Đến khi tỉnh dậy, Hưng không biết đường về nhà nên nhờ người dân địa phương gọi điện thoại cho vợ là chị C rước về. Khi về đến nhà, chị C thấy chồng bị thương nên đưa vào phòng để rửa vết thương. Trong lúc rửa vết thương, Hưng bị đau và cho rằng vợ tấn công mình nên Hưng lấy con dao có sẵn trong phòng đâm vợ nhiều nhát. Sau đó, Hưng bị công an bắt giữ. Vợ Hưng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 13 tháng 6. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi phạm tội, Hồ Minh Hưng có bệnh tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy. Tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ khi cha đối mặt bản án tử. Một ngày trung tuần tháng 5, chị VSC, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, mang theo các con nhỏ cùng người thân vào Nghệ An tham dự phiên tòa xét xử chồng là Giàng Xeo Hòa, sinh năm 1989, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, Vàng Xeo Sử, sinh năm 1996, trú tại xã Tả Ngài Trồ, huyện Mường Khương, cũng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Thân hình gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, nên nhìn chị C có vẻ già hơn so với tuổi 29 của mình. Thấy chồng bị công an dẫn dải vào phòng xử, nước mắt chị C lăn dài trên má. Hai vợ chồng Hòa có với nhau ba mặt con, đứa lớn nhất sinh năm 2012, đứa nhỏ nhất sinh năm 2021. Chồng của chị C làm nghề buôn trâu bò, công việc khá ổn định. Có lẽ đến bây giờ, người phụ nữ này không thể tin được chồng mình lại dính vào ma túy. Theo hồ sơ vụ án, vào sáng ngày 17 tháng 1 năm 2021, Hòa gọi điện cho Sử đến để trao đổi về việc có người thuê vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Lào Cai với số tiền công 500 triệu đồng. Nếu Sử nhận lời vận chuyển thì Hòa sẽ lấy 50 triệu đồng, phần còn lại là của Sử. Nghe Hòa vậy, Sử đồng ý. Hòa đi mua hai điện thoại và hai sim điện thoại mới cho Hòa và Sử dùng để liên lạc. Khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2021, Hòa đến nhà người thuê vận chuyển ma túy lấy 30 triệu đồng để đưa cho Sử thuê xe ô tô đi vào Nghệ An nhận ma túy và chi phí đi đường. Sử thuê một chiếc xe bán tải để chở hàng. Khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2021, Sử đi đến khu vực xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
khi Sử đi đến cách khu vực cửa khẩu Thanh Thủy chừng 5 km thì có người ra tín hiệu dừng xe. Người này mở cửa xe phía sau, có 6 người khác bỏ 6 ba lô chứa ma túy vào ghế sau của Sử và sau đó những người này bỏ chạy vào rừng. Khi Sử lái xe đến địa phận xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thì bị công an phát hiện. Tang vật bị thu giữ là ma túy có khối lượng hơn 111.072,67 gram. Mở rộng điều tra, công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Giàng Xeo Hòa. Tại phiên tòa, Vàng Xeo Sử thành khẩn và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, Giàng Xeo Hòa lại quanh co chối tội. Bị cáo Hòa cho biết khi nhận vận chuyển hàng cho người kia thì không biết là vận chuyển ma túy mà chỉ nghĩ hàng cấm như TT hay sừng tê giác. Sau đó bị cáo thừa nhận việc biết số hàng này là ma túy nhưng không thừa nhận việc vận chuyển. Bị cáo chỉ thừa nhận mình giới thiệu cho Sử đi chở hàng. Mặc dù bị cáo quanh co chối tội nhưng căn cứ vào bản ghi lời khai, bản tự khai trong quá trình điều tra cũng như quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Giàng Xeo Hòa về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Với số ma túy cực lớn, phía Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị mức án tử hình cho hai bị cáo về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối diện mức án cao nhất của pháp luật, đôi mắt Hòa và Sử trùng lại. Giờ nghị án, biết chồng mình đối diện với mức án tử hình, C xin cán bộ công an cho phép đưa con lại gần hơn để nói chuyện với Hòa. Bế đứa con út trên tay, chị C nước mắt trực trào. Hai đứa lớn thấy người lớn khóc và hình như cũng mơ hồ bố sẽ nhận mức án cao nên khóc nghẹn. Cán bộ công an nhắc nhở không được khóc ồn ào, nhưng dường như chúng không thể kìm được khóc to hơn. Nhìn thấy vợ và con khóc òa, Hòa cũng đưa bàn tay bị khóa còng ra lau nước mắt. Hòa nói chuyện với vợ con và người thân bằng tiếng dân tộc Mông. Không hiểu cuộc nói chuyện giữa Hòa và người thân có nội dung gì nhưng đẫm nước mắt. Giờ nghị án, trái ngược với bị cáo Hòa, Sử cúi gầm mặt xuống đất. Sử cũng không hiểu vì sao người thân lại không có mặt tại phiên tòa. Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Giàng Xeo Hòa và Vàng Xeo Sử tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Bản án tử hình là cái giá quá đắt mà hai bị cáo phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, chị C lấy những bước chân nặng trĩu dắt xíu những đứa con nhỏ trở về nhà. Chặng đường tương lai của mẹ con chị C có lẽ sẽ vất vả và khó khăn hơn rất nhiều khi vắng bóng trụ cột của gia đình. Tử tù Nguyễn Khắc Long, kẻ khắc hai chữ hận tình trên dao rồi đem đi giết vợ. Từ lúc bị bắt giam đến nay đã hơn 2 năm trôi qua nhưng chưa một lần được người nhà đến thăm. Tử tù Long cho biết: tôi tủi thân lắm, tôi gây ra tội lớn, nhưng lúc đó do không kiểm soát được hành vi của bản thân. Từ ngày vào trại, nỗi nhớ nhà, người thân, đặc biệt là đứa con gái khiến tôi dày dứt. Trước khi được cán bộ cảnh sát bảo vệ dẫn vào buồng biệt giam, Long còn cố ngoái lại nói với chúng tôi rằng mong muốn lớn nhất trước khi bị đưa ra pháp trường là được nhìn con gái mình một lần. Xét thấy nguyện vọng của tử tù Long là đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội, Ban giám thị trại tạm giam Nghi Kim và Ban giám đốc làng trẻ SOS Vinh đồng ý sắp xếp cuộc gặp gỡ của hai cha con. Chiều ngày 24 tháng 9, đích thân ông Lê Bá Lương, trợ lý giáo dục của làng trẻ SOS thành phố Vinh, đưa Nguyễn Thị Thanh Trúc đến trại tạm giam Nghi Kim để gặp cha. Trước sự chứng kiến của đồng chí Thượng tá Trần Thăng Long, giám thị trại tạm giam Nghi Kim, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bé Trúc với vẻ sợ sệt, mắt đỏ hoe, luôn nép mình bên ông Lương đứng chờ được gặp cha ở phòng dành cho người thân tử tù. Thỉnh thoảng, cháu lại nấc lên thành tiếng. Cảm xúc sắp được nhìn thấy cha sau hơn 2 năm xa cách. Bé Trúc vừa nhìn thấy hình dáng gầy gò ốm yếu của cha mình, vội vàng chạy đến biếu lấy khung sắt, hướng ánh mắt về người cha đối diện. Cuộc gặp gỡ chìm trong nước mắt mặn chát. Nỗi chất chứa, nhớ con da diết bấy lâu này dường như khiến cho người cha không nói nên lời. Cổ họng nghẹn ứ. Sau một lúc nhìn con, Long mới hỏi thăm được đôi câu. Tử tù Long tỏ ra vô cùng hối hận vì mình mà khiến cho đứa con bé bỏng phải chịu nhiều thiệt thòi. Thanh Trúc cũng cho biết em rất ngoan, luôn nghe lời bố mẹ nuôi và thầy cô ở làng trẻ SOS. Nhìn con giờ đây lớn hơn nhiều và ngoan ngoãn. Nguyễn Khắc Long luôn miệng tự trách mình.
Giá như. Nhưng tất cả đã muộn. Trúc bảo, con không trách cha đâu. Giờ con chỉ muốn cha được thả ra rồi trở về với con. Con nhớ cha nhiều lắm. 2 năm nay đêm nào nằm ngủ con cũng mơ về cha. Trong giấc mơ con thấy mình được cha ôm, ru ngủ như ngày xưa. Cha hãy nhanh về với con cha nhé. Những tâm sự hồn nhiên của Trúc nói với cha mình như chạm vào nỗi đau buồn tủi của người cha tử tù. Thay mặt lãnh đạo làng trẻ SOS thành phố Vinh, ông Lương cho hay Thanh Trúc rất ngoan và học giỏi. Ở trường bé được chăm sóc tận tình, chu đáo và sống chung với nhiều bạn bè, nên cháu cũng phần nào vơi đi nỗi buồn. Sau này lớn lên, Trúc sẽ thi đậu đại học vì cháu rất thông minh, chăm chỉ. Nghe được những lời nói đó, Tử Tù Long gục xuống mà khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc của người cha tù tội. Cảm động nhất là lúc bé Thanh Trúc nhận quà của do chính người cha những năm tháng trong chốn lao tù làm tặng. Đó là 4 con tôm được Long thức trắng nhiều đêm đang tặng cho con gái của mình. Thời gian hai cha con Long được phép gặp nhau nhanh chóng qua đi. Đôi mắt hai cha con cứ dán vào nhau như không muốn xa rời. Đôi tay bám chặt lấy khung sắt không chịu bước ra khỏi phòng. Trước khi được thầy Lương đưa đi, bé Trúc liên tục ngoảnh lại về phía cha mình mà nói to: cha cố gắng giữ gìn sức khỏe và nhớ viết thư cho con nhé. Con yêu cha nhiều lắm. Cuộc trùng phùng ngắn ngủi trong hoàn cảnh éo le, Tử Tù Long đã ngã quỵ xuống. Kẻ tử tù ấy vẫn mong mình thoát án tử để được gặp con, rồi biết đâu còn được ở bên chăm sóc, nuôi nấng con nên người. Tử Tù Long nghẹn ngào: tôi đã gửi thư cho chủ tịch nước xin ân xá, dù đó là một chút hy vọng, nhưng vì đứa con của mình, tôi vẫn mong được một lần sửa sai để trở về với cuộc sống thường ngày. Đó cũng là mong mỏi lớn nhất của tôi trong những ngày chờ ra pháp trường. Nguyễn Khắc Long là kẻ gây ra án mạng kinh hoàng tại bến đò Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An khi cướp đi 2 mạng người là vợ và anh trai vợ cùng một lúc. Long bị tòa tuyên án tử hình về tội giết người. Mỗi lần nhắc lại chuyện đã xảy ra, nước mắt tử tù này lại trực trào ở khóe mi. Gã khóc một phần vì ân hận khi lỡ tay cướp đi mạng sống của 2 người, và vì gã vẫn còn tình yêu đậm sâu như thuở ban đầu với vợ mình. Quan trọng hơn, trong sâu thẳm những giọt nước mắt ân hận muộn màng đó, Tử Tù Long thấy thương cho đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình phải sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ. Trong phòng biệt giam, Long nghĩ nhiều về con gái. Gã bao đêm nào cũng mơ về con của mình. Trong những tháng ngày nằm xiềng chờ chết, tử tù Nguyễn Khắc Long đã viết bức tâm thư từ ngục tối gửi con gái là Nguyễn Thanh Trúc, năm nay bước chân vào lớp 2, rồi nhờ cán bộ trại giam chuyển giúp. Bức thư có tựa đề: gửi con gái thương yêu của cha. Được viết khi Long biết rằng lá thư xin ân xá của mình đã bị chủ tịch nước bác bỏ. Con gái ạ, đã lâu lắm rồi cha con mình không gặp nhau. Ở nơi đây cha buồn và nhớ thương con nhiều lắm. Con có nhớ cha, nhớ những ngày mà cha con mình được bên nhau không? Ở nơi đây cha đang cố gắng từng ngày để mong có ngày cha được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, được bù đắp lại cho con tất cả những gì đã mất bằng tình yêu thương vô hạn mà cha dành cho con. Con à, nếu con nhớ cha nhiều thì hãy tin rằng cha luôn ở bên con và luôn dõi theo con. Mong con khôn lớn nên người. Khi cha không ở bên con nữa thì con cũng phải vui vẻ trong cuộc sống, hòa nhã với mọi người. Và đặc biệt, con phải nghe lời thầy cô giáo và mọi người xung quanh. Con phải cố gắng học thật giỏi để sau này vững vàng trong cuộc sống, làm được điều con mơ ước. Và như thế sẽ làm cho cha rất là vui, rất tự hào về con gái của cha. Con à, không biết tại cha hay là tại số phận, nhưng mà giờ đây mọi chuyện đã xảy ra rồi. Tình yêu thương của cha dành cho con bao nhiêu thì càng đau khổ và ân hận về lỗi lầm của cha bấy nhiêu. Từng đêm khi nghĩ về đứa con gái bé bỏng đang thiếu thốn vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ, thiếu đi tình cảm của một gia đình, thì cha cảm thấy đau xót lắm. Cha càng xót xa hơn khi nghĩ về những đắng cay buồn tủi mà con phải vượt qua trong cuộc sống. Cha mong rằng khi con lớn lên sẽ hiểu được tình yêu thương mà cha dành cho con, và cha mong con sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của cha. Hàng đêm mỗi khi nằm ngủ, cha cứ mơ gia đình mình đang quấn quýt bên nhau,
Khi thức dậy, cha cứ ngỡ như con đang ở bên cha. Nước mắt cha lại tuôn trào và cất tiếng gọi: "Con ơi!" cho lòng vơi bớt sầu thương. Long tâm sự, khi viết bức thư này, gã phải thức trắng nhiều đêm dài mới xong. Do thời gian lâu rồi gã không cầm bút, sợ chữ mình viết xấu con không đọc được nên gã nắn nót lắm. Những dòng trong bức thư là lời thoát ra từ tâm can của tử tù này. Ngoài bức tâm thư gửi con gái, tử tù Nguyễn Khắc Long cũng viết một lá thư gửi cho người vợ quá cố của mình nhân dịp ngày lễ tình nhân Valentine năm ngoái. Trong thư Long viết gã chưa bao giờ hết tình yêu dành cho vợ. Ngay cả khi đâm chết em, và cả bây giờ anh vẫn yêu em. Bây giờ anh ngồi trong phòng biệt giam chờ ngày bị bắn. Anh mong ngày đó đến sớm, vì anh không chịu đựng được cảm giác chính tay anh đã đâm chết em. Sinh ra ở vùng quê nghèo của huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An, Nguyễn Khắc Long sớm kết duyên cùng với chị Lê Thị Ngân, người con gái đẹp nết đẹp người ở cùng quê. Cuộc sống hai vợ chồng những năm tháng đầu diễn ra tốt đẹp. Khi có con, cuộc sống bắt đầu khó khăn thì Long lại lao vào rượu chè. Mâu thuẫn gia đình xảy ra, anh ta thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Sau một thời gian chịu đựng không nổi, chị Ngân đã bỏ vào Tây Nguyên. Long đưa con đi tìm vợ nhưng không thấy. Rồi người phụ nữ quay về nhà, song không phải để hàn gắn quan hệ vợ chồng, mà đã nguội lạnh mà nằng nặc đòi ly dị. Long không đồng ý, quỳ xuống xin chị Ngân tha thứ, hứa sẽ tu chí làm ăn. Chị Ngân không còn lòng tin với chồng nữa, dẫn theo con mà rời nhà. Ngày vợ đi, Long lấy con dao mổ lợn, khắc vào cán hai chữ hận tình, rồi lại vào Tây Nguyên tìm kiếm. Lúc này Long chết điếng khi biết chị Ngân đang sống cùng với người đàn ông khác. Long trở về nhà, cũng quyết tâm trả thù bằng cách cặp bồ với một cô gái ở trong huyện và tự hứa sẽ quên hết sự đời, tu chí làm ăn. Giữa năm 2010, vợ Long trở về, gửi đơn ly hôn ra tòa án. Ngày 5 tháng 8 năm 2010, nhận thấy triệu tập của tòa đến giải quyết việc ly hôn, Long vạch kế hoạch hãm hại người bạn đời. Anh ta không đến tòa mà rình vợ trên đường. Đúng như tính toán của Long, gần trưa, chị Ngân cùng anh trai Lê Văn Mạnh sau khi đến tòa đã quay về một bến đò qua sông Lam. Thấy vợ Long xông tới đâm liên tiếp khiến cho cô chết tại chỗ. Long còn truy sát, đoạt mạng của anh Mạnh. Do giết chết hai người, Long bị tuyên án tử hình. Đơn xin ân xá của hắn cũng không được chấp nhận. Trong lúc chờ đợi ngày đền tội, hình ảnh con gái và vợ cứ ám ảnh Long cả trong những giấc mơ. Ngày lễ tình yêu Valentine năm 2012, chứng kiến các phạm nhân được người nhà đến thăm, Long chạnh lòng viết ra giấy: "Ngay cả khi đâm chết em và ngay cả bây giờ thì anh vẫn còn yêu em." Bây giờ anh mới biết, tình yêu không thể cầu xin mà có, không thể chịu nhục mà có, cũng không thể dùng đến con dao. Mong ước lớn nhất của người tử tù này là con gái lớn khôn, trưởng thành và tha thứ cho hành động tội lỗi của cha nó. Trải lòng qua trang giấy, Long có viết: "Dù biết sẽ chết, nhưng trong trại giam, tôi luôn cố gắng phấn đấu từng ngày, mong sao có một phép màu để ngày nào đó được ôm con vào lòng." Từ ngày Long bị cảnh sát bắt, con gái không có chỗ nương thân, được chính quyền địa phương giới thiệu xuống làng trẻ SOS thành phố Vinh. Thỉnh thoảng nhớ bố, cô bé 10 tuổi lại viết thư gửi vào trại giam. Hai bố con cứ thư đi thư lại. Nhiều hôm cô bé đọc thư xong thì những dòng chữ đã bị ướt nhòe vì nước mắt. Bố bảo rằng luôn ở bên cháu, luôn mong cháu khôn lớn nên người. Trong tất cả các bức thư, bố đều dặn cháu phải học thật giỏi, nghe lời thầy cô để trở thành người tốt. Cô bé có đôi mắt buồn tâm sự với các người mẹ ở làng trẻ. Bé bảo hiểu được rằng những giây phút ngồi đếm ngược thời gian trong buồng biệt giam, sự ân hận dằn vặt của bố. Cháu nhớ cả bố và mẹ, trong mơ cháu luôn thấy cả nhà được đoàn tụ. Ước gì có một phép màu để bố cháu được tha chết, mẹ cháu sống lại. Cô bé nói mà hai mắt thì đỏ hoe. Lê Thanh Bình, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nghỉ học từ năm lớp 6 rồi đi làm thuê kiếm sống. Lớn lên, anh ta theo đám bạn xấu ăn chơi lêu lổng. Để có tiền, Bình bắt đầu sa vào con đường phạm tội. Năm 2009, Bình bị Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
Đầu năm 2012, thanh niên này tiếp tục bị Tòa án Nhân dân Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 3 năm 2013, Bình mãn hạn tù. Đến giữa tháng 6 năm 2013, trong một lần đi uống cà phê, anh ta quen biết với chị Ngụy Hoàng Giang, 25 tuổi, ngụ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là người phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con, đang là nhân viên quán cà phê. Say đắm trước vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ một con, Bình buông lời tán tỉnh và được chị Giang chấp thuận. Nhưng tình yêu sớm nở chóng tàn, hơn một tháng sau, hai người nảy sinh mâu thuẫn. Giang đòi chia tay nhưng Bình không đồng ý. Anh ta nhiều lần yêu cầu bạn gái tiếp tục chuyện tình cảm nhưng chị này tìm cách tránh mặt. Biết Giang thường đưa con đến một trường mầm non tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, nên sáng ngày 30 tháng 7 năm 2013, Bình mang theo một con dao Thái Lan rồi đón xe buýt đến trước cổng trường. Chờ con của Giang vào trường thì Bình xuất hiện, thấy trong túi quần Bình có một con dao nên Giang hỏi. Bình không trả lời rồi ép cô lấy xe máy chờ mình qua quận Bình Tân tìm quán cà phê để nói chuyện. Trên đường đi, khi đến trước nhà số D6/10, ấp 4, xã Bình Chánh, bên hông chợ Bình Chánh, do sợ hãi run tay, không điều khiển xe được nên Giang dừng xe lại và nói Bình chở. Lợi dụng lúc này, người phụ nữ bỏ chạy, đồng thời truy hô cầu cứu, nhưng bị gã trai đuổi theo và lôi lên xe đi tiếp. Giang không chịu đi mà xô Bình ngã và tiếp tục bỏ chạy. Anh ta vùng dậy đuổi theo. Khi đến trước nhà số D6/45 ở ấp 4 xã Bình Chánh thì Bình vung dao đâm liên tiếp 5 nhát vào bạn gái, khiến nạn nhân gục xuống đường và tử vong sau đó. Lúc này, một công an phát hiện sự việc nên đã chạy đến cùng người dân khống chế bắt giữ hung thủ. Sáng ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử lưu động tại chợ Bình Chánh. Đứng trước vành móng ngựa, Bình khóc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Anh ta khai, Giang và mình sau khi quen nhau đã dọn về sống chung. Trong thời gian đó, Bình phát hiện là người yêu có tình cảm với nhiều người khác. Bình nhiều lần yêu cầu Giang chấm dứt quan hệ, nhưng Giang không chịu mà đòi chia tay. Sáng hôm đó, bị cáo mang theo con dao với mục đích là hù dọa, ép người yêu quay lại chung sống. Nhưng Giang nhìn thấy con dao nên bỏ chạy, bị cáo rượt theo và còn đánh vài cái. Cô ấy tiếp tục bỏ chạy và truy hô. Lúc đó, bị cáo mất bình tĩnh nên rút dao ra đâm, Bình Lý Nhi khai. Chủ tọa ngắt lời Bình, bị cáo lấy quyền gì mà tát và đâm người khác. Bị cáo và nạn nhân mới quen nhau được hơn một tháng mà dám nói Giang có quan hệ tình cảm với nhiều người. Thế hóa ra, nạn nhân cứ 2 đến 3 ngày lại yêu một người à? Nạn nhân đã chết, không có ai đối chứng, nhưng không phải bị cáo muốn khai sao thì khai. Bình trả lời, bị cáo đâm rồi có níu kéo được tình cảm của nạn nhân không? Khi đâm có nghĩ tới hậu quả như ngày hôm nay không? Bị cáo thấy hành vi của mình như thế nào? Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi. Dạ, bị cáo thấy hành vi của mình là độc ác, dã man, mất hết tính người, chỉ vì yêu đương mù quáng mà đã giết hại Giang, bị cáo rất hối hận. Có mặt tại tòa, ông Hùng, là cha của nạn nhân cho biết, giữa con gái mình và Bình không hề có tình cảm và chung sống với nhau như Bình khai. Giang chỉ coi Bình như bạn bè. Con gái tôi sáng đưa con đi học rồi đi làm, chiều đón con về nhà thì làm sao mà sống chung như lời Bình nói được, người cha nói. Mọi chuyện dù sao cũng đã lỡ rồi, Giang ra đi khi mới ngoài 20 tuổi, để lại một đứa con chưa đầy 3 tuổi bơ vơ. Thế nhưng, từ ngày xảy ra vụ án, phía gia đình bị cáo không một lời hỏi thăm, không một nén nhang cho đứa con gái xấu số của tôi, ông Hùng nói trong nước mắt. Bị cáo quay lại nhìn gia đình và đứa con nhỏ của nạn nhân đi, vì bị cáo mà con trai của nạn nhân vĩnh viễn mất đi người mẹ, vị chủ tọa nói. Lúc này, Bình quay lại òa khóc và quỳ sụp xuống đất, mong cha mẹ và con của em Giang vơi bớt đau thương và rộng lượng tha thứ cho kẻ tội lỗi này. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà bị cáo đã xuống tay sát hại dã man người yêu. Bị cáo gây án ngay giữa chợ, điều này thể hiện là bị cáo coi thường pháp luật và tính mạng của người khác. Hơn nữa, bị cáo có 2 tiền án chưa được xóa án tích, mới đi tù về lại tiếp tục phạm tội với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Bình. Sau khi nghe tòa tuyên án, hung thủ giết người khuỵu xuống và ngất xỉu. Ở một vụ án khác, chỉ vì ghen mà đối tượng đã gây ra vụ việc chấn động. Trong cơn ghen cuồng, hung thủ đã ra tay sát hại cô người yêu xinh đẹp của mình. Thấy số tài sản còn lại của nạn nhân, hắn mang đi bán, cầm cố để lấy tiền trả nợ và nướng vào quán bar. Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2012,
Tuyến chở người yêu tên là Như, sinh năm 1992, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, về nhà của Tuyến ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận chơi sau khi đã ngủ qua đêm tại một khách sạn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Khi cả hai lên phòng ngồi nói chuyện, Tuyến xem điện thoại của Như thì thấy có một số tin nhắn của ai đó gửi đến cho Như. Tuyến nổi cơn ghen, yêu cầu Như giải thích thì Như nói là tin nhắn của bạn, nhưng Tuyến không tin. Sợ xảy ra chuyện, Như đòi đi về thì Tuyến không cho, giữ Như lại ở trong phòng. Cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra giữa hai người. Vẫn cho rằng Như phản bội mình, Tuyến lao đến bóp cổ Như. Dù cho người yêu kêu la chống cự, nhưng Tuyến vẫn ấn mạnh tay hơn. Như vùng vẫy càng mạnh, càng làm cho Tuyến bóp cổ chặt. Tuyến lấy dao cạo râu, cắt đầu sợi dây áo khoác của Như, rồi nhét chiếc áo vào miệng Như. Cầm sợi dây, hắn cuốn vào cổ nạn nhân, rồi siết mạnh, cho đến khi Như tắt thở hẳn thì mới bỏ ra. Thấy bạn gái đã chết, Tuyến lấy hai bông tai bằng vàng và một điện thoại di động của Như đem bán được trên 2 triệu đồng. Chiếc xe máy mà Tuyến chở Như đi ăn tối đang để trong nhà. Tuyến lấy chìa khóa rồi mang ra tiệm cầm đồ, cầm được 10 triệu đồng. Có tiền trong tay, Tuyến mang đi trả nợ, bao bạn bè vào quán bar ăn chơi đến sáng. Thấy con gái đi đâu không về, gia đình Như tiến hành tìm kiếm. Đến nhà Tuyến để hỏi thăm, họ bàng hoàng phát hiện thấy xác con mình đang nằm bất động, thân thể tím tái. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an để truy tìm hung thủ. Biết không thể trốn tránh, Tuyến ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Liên quan đến vụ án vào ngày 9 tháng 8 năm 2013, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuyến, sinh năm 1989, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Cũng tương tự như vụ án của Nguyễn Anh Tuyến, ngày 27 tháng 3 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thực, 34 tuổi, trú ở xóm Đặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội giết người hiếp dâm. Theo cáo trạng, trước đó khoảng đầu tháng 10 năm 2017, qua mạng xã hội, Thực quen biết với chị Bùi Thị Huệ, 35 tuổi, quê quán ở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, tạm trú tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2017, Thực đưa chị Huệ về nhà mình tại thôn Thẳng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam chơi. Tới khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ kiên quyết từ chối. Bực tức, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó đẩy xác chị Huệ xuống mương nước. Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điểm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, vứt chiếc áo đang mặc trên người có dính máu của nạn nhân xuống sông để phi tang rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 26 tháng 10, khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Thực bị lực lượng chức năng bắt giữ. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thực tử hình với các tội danh của mình. Gặp tử tù Lê Văn Phúc, sinh năm 1979, thường trú ở thôn 8, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi trại tạm giam, công an Hải Phòng. Hắn không giống như thời điểm mới bị bắt. Thời điểm đó, nhìn gã đen đúa, gương mặt xương sầu, hàm hơi bạnh ra, chứ chẳng được như khi ở trong trại giam. Gợi chuyện về quá khứ, Phúc bảo gã gây tội để phải chịu án tử hình như ngày hôm nay là do chuyện tình cảm giữa vợ chồng gã bị sứt mẻ. Từ khi vợ tôi đi làm ở công ty da giày, cách nhà mấy chục cây số, thì giữa chúng tôi xảy ra những căng thẳng. Không hiểu tại sao người ta biết số điện thoại của tôi, người ta nhắn tin nói về vợ tôi rất nhiều. Ban đầu tôi không tin vợ mình như thế, nhưng sau người ta bảo trên người vợ tôi có những vết sẹo ở chỗ này chỗ kia. Bản thân tôi là người chồng, tôi biết điều thầm kín ấy. Ngoài bố mẹ đẻ của cô ấy ra, thì tại sao người ngoài lại biết? Vợ tôi sống không lành mạnh, khuyên bảo mãi không nghe, nhờ bên ngoại can thiệp, nhưng họ lại dung túng bao che, đêm hôm đưa vợ tôi bỏ trốn khỏi nhà. Phúc lý giải về nguyên nhân sâu xa gây tội của gã. Bởi những mâu thuẫn với người vợ, Phúc điên cuồng, Phúc nhẫn tâm ra tay giết hại dã man đứa trẻ 9 tuổi, là con anh trai bên vợ và là đứa cháu đích tôn của một dòng họ. Tối ngày 24 tháng 2 năm 2012, đến giờ ăn bữa cơm tối, vẫn không thấy con trai là bé Củ Đức Duy ở nhà. Cả nhà anh Củ Mạnh Hà, 34 tuổi, ở thôn 8, xã Liên Khê, huy động họ hàng chia thành nhiều nhóm lần tìm khắp nhà người thân quen, đồng ruộng đi tìm. Càng tìm con,
cả nhà anh Hà càng rơi vào vô vọng khi khắp quả đồi gần nhà đã tìm vẫn không thấy. Lúc này, anh Hà nhờ đài truyền thanh xã Liên Khê phát thông tin tìm cháu Duy trên loa với hy vọng bé Duy đang mải chơi đâu đó, nghe thấy hay ai đó nhìn thấy bé thì biết đường đưa về nhà. Đến đêm 24 tháng 2, lực lượng công an xã Liên Khê và huyện Thủy Nguyên trong lúc bủa đi tìm cháu Duy thì phát hiện vết máu trên đồi giếng bò hót ở xã Liên Khê. Lần tìm theo vết máu, lực lượng công an tìm thấy chiếc dép dính máu của cháu Duy ở bụi cây. Ngay lập tức, lực lượng điều tra hình sự của công an Hải Phòng về ngay xã Liên Khê phối hợp cùng công an huyện Thủy Nguyên lên kế hoạch đấu tranh phá án. Đêm ấy, cơ quan công an triệu tập Phúc đến làm việc vì liên quan đến việc cháu Duy mất tích. Phúc rất bình tĩnh kể trôi chảy thời gian trước khi cháu Duy mất tích. Khoảng 7 giờ ngày 25 tháng 2, lực lượng công an cùng gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể cháu Duy bị giấu trong một bao tải dứa, vứt trong một ngôi nhà hoang ở lưng chừng đồi giếng bò hót gần nhà Phúc. Đến lúc này, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phúc buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết hại bé Duy. Phúc khai rằng, chiều 24 tháng 2, Phúc đang loay hoay ở nhà tìm cách tự tử thì cháu Duy đến chơi. Thấy cháu Duy đến, Phúc đang hận vợ, luyện chuyển sang thù ghét cháu Duy. Lúc này, đầu Phúc lóe ra kế hoạch giết cháu Duy để chấm bõ tức và nhằm trả thù vợ và gia đình nhà vợ. Phúc liền rủ cháu Duy lên đồi giếng bò hót, chặt cây làm súng trạc. Thấy chú rể rủ đi chặt cây làm đồ chơi, Duy liền hớn hở đi theo ngay. Khi đến ngôi nhà hoang trên đồi, Phúc lấy cục đá to, giang tay đập liên tục vào đầu cháu Duy đến khi nạn nhân chết. Ra tay giết bé Duy xong, Phúc cho thi thể nạn nhân vào bao tải dứa rồi giấu vào một góc ngôi nhà hoang. Chiều ngày 23 tháng 2, trong máy điện thoại di động của chị Hạnh bỗng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Phúc với nội dung đe dọa. Nếu không quay về, có việc gì xảy ra thì đừng ân hận. Tại phiên tòa phúc thẩm năm 2013, trước hội đồng xét xử, Phúc tự bào chữa để xin giảm nhẹ hình phạt cho mình. Hắn biện minh vì nghĩ mình bị vợ phản bội, vợ hắn lại bỏ về nhà mẹ đẻ nhiều hôm chưa về, nên Phúc có ý định dọn dẹp sạch sẽ nhà để tự tử cùng với con trai. Nhưng sau đó, hắn đã thay đổi ý định vì thương con. Bị cáo vốn không có mâu thuẫn gì với bố mẹ Duy, lại càng không có mâu thuẫn gì với Duy. Nhưng lúc đó, bị cáo nghĩ Duy là cháu đích tôn trong gia đình nhà vợ, nên được mọi người cưng chiều, được sống trong hoàn cảnh sung sướng hơn con mình, nên mới có ý định giết cháu Duy để trả thù vợ và gia đình nhà vợ, Phúc khai nhận. Trước những lời khai giáo hoành trên của Lê Văn Phúc, chủ tọa phiên tòa đã công bố lời khai ban đầu của hắn khai nhận tại công an xã Liên Khê. Trước đó, Phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời có đơn xin tòa xử mức án cao nhất để tôi sớm có cơ hội xuống âm phủ tạ tội với cháu Duy. Ngay đến đây, Phúc chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình, căm phẫn cao trong dư luận. Tội ác Lê Văn Phúc là hành vi giết người đê hèn, quyết tâm phạm tội đến cùng, thể hiện bản chất hung hãn, mất hết nhân tính, gây đau thương, mất mát, không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Đòi hỏi phải bị trừng phạt với mức án nghiêm khắc nhất là tử hình như bản án sơ thẩm trước đó đã tuyên, nên tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên y án sơ thẩm. Hỏi Phúc, bé Duy liên quan gì đến mâu thuẫn giữa gã và vợ, liên quan gì đến những ấm ức trong lòng gã? Phúc cúi đầu im lặng. Rồi gã bảo, thực sự lúc đó tâm trí tôi bị khủng hoảng nên thấy cháu Duy lên nhà chơi, tôi đã không làm chủ được tinh thần, không nghĩ được gì nữa. Đến bây giờ khi bình tĩnh lại, chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được hành động của mình, tôi rất ân hận. Mọi sự ăn năn hối lỗi của Phúc giờ đã thành quá muộn màng. Với tội ác của mình gây ra, Phúc sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Qua câu chuyện giận quá mất khôn này của Phúc, hy vọng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, tránh đi vào vết xe đổ để trở thành tội đồ của gia đình và xã hội như phạm nhân. Thực sự đó không phải là người xa lạ, đó là cháu của tôi. Hằng ngày bố mẹ nó đi làm, còn tôi làm ca nên hầu như có thời gian ở nhà. Thế nên một tuần, cháu nó thường lên nhà tôi chơi với con trai tôi, ăn cơm ở đó đến 3-4 ngày. Vợ tôi đi làm từ sáng đến tối mới về, nên tôi là người cơm nước cho hai cháu ăn. Chính tôi là người cắt tóc cho cháu, chăm sóc cháu. Trưa tôi bắt các cháu lên giường ngủ, đến giờ đi học tôi lại gọi dậy để lai hai cháu đến trường. Tôi là người chăm sóc cháu nhiều. Phúc ầm ực nước mắt khi nói về đứa cháu, cũng là nạn nhân mà mình đã sát hại dã man. Tôi không có xích mích với bố mẹ cháu, thực sự nó ám ảnh tôi lắm. Lúc tỉnh cũng như khi ngủ, hình ảnh của cháu Duy cứ hiện trước mắt tôi. Có lần tôi mơ thấy cháu, chỉ thấy cháu khóc chứ chả nói gì.
nói về con trai của mình, Phúc nghẹn nghẹn. Cháu nó ngoan và học giỏi lắm. Thực sự 10 năm xây dựng gia đình, khi có con thì mọi cách tập trung hết cho con. Tôi cũng vì thương con, yêu vợ quá nhiều nên mới có những hành động phát rồ lên như thế. Lúc vợ tôi trốn đi khỏi nhà, hỏi mẹ vợ tôi, bà bảo tôi rằng con mày không có mẹ, nó cũng không chết được. Điều đó khiến tôi không kiềm chế được. Tôi có cảm giác tất cả những gì tôi xây dựng cho con, cho vợ tôi đã bị bố mẹ vợ tôi đạp đổ hết rồi. Nguyện vọng lớn nhất đối với tôi lúc này là được gặp con trai tôi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy thằng bé là khi bị bắt. Lúc bị áp giải ra xe trở về trụ sở công an, ở phiên xử sơ thẩm tôi cũng chỉ nhìn loáng thoáng thấy vợ chứ không thấy con. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.